giờ nào khác nói cho em nghe đi. Vì dòng tin nhắn tôi quá thật vô lý. Chắc có ai đã khiến anh mơ về nơi khác. Ừ thì đêm nay ta mới về nhà. Oh no, oh no, theo em thì ta vẫn không hợp nhau. Người nào viết hết những giấc mơ giờ chôn sâu. Oh no, oh no, thôi đưa hàng trăm lý do của anh. Giờ thì đừng nói nữa, hãy bước đi thật xa. Mọi thứ cứ thế lướt theo một cơn gió. Một người mới có lẽ với anh là mãi mãi. Bỏ hết quá khứ có nhau thật lâu, thật lâu. Vì mình không yêu nhau giữ đây làm gì. Vì mình không yêu nhau giữ đây làm gì.